Đó. Ok. Anh em thấy không? Đây là cái khu nhà giữa biệt thự anh em thấy không? Nhà toàn là nhà cao cửa rộng không. Mặc dù có nhà này cửa hơi hẹp một tí. Nhưng mà vậy cũng đủ giàu rồi. Đấy, chúng ta sẽ theo mon theo con đường này nha. Ok. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay Mẫn sẽ làm một cái video tiếp tục với cái map ở Indonesia. Đấy thì hôm trước Mẫn vừa mới làm xong cái map mà đưa bà con từ ở dưới quê đi vào bến cuối của Indonesia đó anh em. Đó thì hôm nay Mẫn tiếp tục quay về cái map này và làm một cái chuyến xe. Đó, như là cái lời Mẫn nói như cái video lần trước là Mẫn sẽ khám phá những cái khách sạn, những cái nơi mà gọi là đi du lịch, những cái nơi mà để mình nghỉ dưỡng đó các kiểu anh em ở trong cái map này nha. Ok thì trong cái map này nó hơi nhỏ nhỏ và nó cũng có một vài địa điểm nó nằm sâu sâu ở phía trong á, thì hôm nay chúng ta cùng đi khám phá coi nó như thế nào anh em nha. Ok bây giờ chúng ta bắt đầu hành trình thôi. Đấy và cái con xe hôm nay mà vẫn đi là cái con xe Chevo, một cái con xe nhỏ nhỏ, một cái loại xe mini anh em. Nó đi vận chuyển những cái như là khách du lịch đây là đâu 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 đó, đó. Hay mình hay chở người ta đi tham quan rồi các kiểu á là ta hay dùng cái con xe này ha. Thì con xe này anh em nào mà yêu thích muốn trải nghiệm thì ở dưới đường link mình có ghim cái đường link tải ở dưới cái phần mô tả của video này rồi á. Còn cái map này thì đi xíu anh em coi đến cuối video nó sẽ có một cái đoạn hướng dẫn cho anh em tải cũng như là mod cái map này như thế nào nha. Thì mình thấy cũng có nhiều anh em hỏi cái map này mod như thế nào thì đi xíu mình sẽ chỉ luôn ở cuối video nha. Ok, còn bây giờ chúng ta bắt đầu hành trình thôi anh em, đi khám phá những cái nơi vui chơi giải trí trong cái map này nha. Đó. À, làm xong cái clip này thì qua lần sau vẫn sẽ làm những cái map khác anh em nha. Đây anh em đâu, xe của Nguyễn Mẫn Gamer nha. Ok bây giờ chúng ta lên đường thôi ha. Đây cái chỗ Mẫn đang đậu anh em thấy nè, chỗ này nó như là một cái nó giống như là một cái chỗ cái vùng hẻo lạ, ở vùng hẻo lánh ở những cái con đường tỉnh ở bên Indo anh em. Nè, nó có cây xăng ở chỗ này ha. Giờ bên đây nó có người chụp hình nè, đó có cái quán dừng chân được các kiểu nè. Đó. Ok, mình đậu ở ngược chiều mới ghê chứ. Ok, bây giờ mình sẽ lên đường khám phá những cái khách sạn, những cái nơi nghỉ dưỡng ở trong cái map này cho anh em coi nha. Làm xong video này thì lần sau mình sẽ đi qua những cái video tiếp tục những cái nội dung khác ở video khác nha. Ở cái map khác anh em ơi. Làm một map thì nó cũng chán. Ok bây giờ lên đường nha. Con xe này phải nói là nó chạy rất là im luôn anh em ơi. Ha. Con này chạy cực im. Thay vì cái con kia thì anh em thấy cái con bữa chạy á nó chở được nhiều người á, con xe đó thì nó không có im bằng con này anh em. Con này nó im cực kỳ im luôn. Rất im luôn. Đó, ok bây giờ bọn sẽ dùng cái con xe Bit Mini này chở hành khách đi sẵn là chở hành khách đi tham quan những cái khu nghỉ dưỡng nha. Ở trên cái đoạn đường này có một cái khu nghỉ dưỡng nè, cho nên vẫn mới bắt đầu cái hành trình từ đây ha. Thì cái map này nếu mà anh em chạy nhanh chạy lẹ thì cơ bản nó cũng rất là nhanh thôi anh em. Nó cũng map này nó nhỏ mà nó không có lớn. Anh em nào mà tí xíu mà muốn còn cách tải map á, thì coi cuối video nó sẽ có cái đoạn hướng dẫn cho anh em tải với lại mod map như thế nào nha. Tại nhiều khi có nhiều map mà thấy anh em không biết cách mod nên anh em comment thì tí xíu mình sẽ làm cái cách hướng dẫn cho anh em mod map luôn. Để ai có muốn trải nghiệm ma nữ gì đó thì chúng ta có thể trải nghiệm nha. Đây anh em nghe tiếng nó, tiếng máy rất là im luôn, hầu như là chúng ta nghe không không nghe được cái tiếng máy luôn, nó rất là im luôn anh em ơi. Máy xe cực im nha. Đây đây là con xe khách mini nữa anh em đó, nhìn nó cưng nha, nó dễ thương lắm. Nhưng mà bây giờ nó chạy rất là nhanh nha anh em, đừng có tưởng con này là anh em coi là cũng qua mặt con biết trước cho anh em coi. Nhưng mà đặc biệt ấy đây chúng ta tới nơi rồi nè em ơi,
chi xíu là chúng ta qua rồi. Đây là cái khu cái khách sạn đầu tiên nha anh em, thấy không, nó có treo một cái băng ron đây nè, đó có ông treo treo vài cái băng ron nó giống như kiểu là quảng cáo anh em đó. Bây giờ chúng ta sẽ đẹp nha, tìm lộ trình thay thế. Thì mỗi một khu như thế này anh em nha, thì vẫn sẽ ghé vẫn cho anh em coi nó sẽ như thế nào thôi. Đây mình sẽ vào trong cái chỗ này luôn cho anh em coi nha. Đó đây anh em ơi, đây là cái khu mà nhà cửa người ta nghỉ dưỡng nè. Cái con này ở ngoài nghe tiếng máy rất là ồn nhưng mà phía trong rất là im đó anh em, thấy không, cái khu này giống như là cái một cái khu biệt lập ở ngoài khu thành phố luôn á, ở như cái đường tỉnh vậy đó, người ta nghỉ dưỡng ở đây ha, người ta thuê xe ở đây rồi các kiểu. Đây có mấy chiếc ô tô nè anh em, đây muốn dừng lại cho anh em coi đó, có mấy chiếc ô tô đậu anh thấy không, là có người ở rồi nha anh em nha. Đó đây là một khu nha, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái khu tiếp theo nè anh em. Đó anh em, cái khu này giống như là cái khu biệt lập ở bên ngoài vậy đó, cho nên là anh em thấy nó rất là ấy nè. Quay đầu lại, đây đây tiếp tục là một cái khu nè anh em nha. Ok vẫn sẽ lên luôn, do là mấy khu này mình có thể chạy xe vào thì mình mới chạy anh em nha, chứ mấy khu mà không cho chạy chạy vô nó khí đầu chết đó. Nó giống như là cái khu này với khu bên kia là nó cùng một chủ anh em, nó cùng một chủ nhân sở hữu á, cho nên là cái cách xây nó y chang như nhau luôn đó anh em, thấy không. Ây da chết rồi đó, nó cách xây nó y chang như nhau luôn anh em nha. Rồi và cuối cùng thì anh em thấy trước mặt nó là một cái khách sạn nha. Đây mình sẽ chạy vòng xuống dưới cho anh em coi nè, đây là cái đường nè anh em, thấy không, vô tới cái khu này rồi á là mình đi thẳng như thế này luôn. Đó, thì là ở đây nó cuối đường anh em nha, ở đây là nó cuối đường thôi đó, nó giống như khu này là cái khu mà nằm ngoài thành phố này. Đấy giờ mình sẽ vào trong cái khu nhà hotel này cho anh em coi nha. Con này thì mỗi lúc lên số anh em sẽ nghe nó hơi è tí xíu nha, nhưng mà lúc mà nó lên rồi chạy rất là im. Tính toán lại lộ trình đó anh em, thấy không. Ok mình sẽ dừng xe ở cái khu này cho anh em coi nè, anh em nhìn nè, đó thấy không, cái chỗ hotel đó không, đó có người ở đó không, có ở phía trong là anh em thấy là nó có đèn một cái kiểu á nè, có một dải là người ta đang ấy đó anh em thấy không, đó đây nè, đây nè anh thấy không, đó có một dải là người ta đang ấy, đây có cái bảng cà phê nè anh em, mới ai muốn uống gì thì vô uống nha, đó thấy không, đây là một cái khu nghỉ dưỡng rất là xa thành phố. Ok ha, vậy là chúng ta vừa mới khám phá xong một khu anh em nha. Rồi cái con này cái tiếng lùi nó nghe độc lắm anh em ơi, lập ét y chang như là cái con bị độc huyết cái trời, y chang như heo bị độc huyết cái trời. Bởi vậy anh em chạy con này tốt nhất chúng ta không nên lùi quá nhiều nha, lùi nhiều cũng đang nghe ồn lắm. Ok vậy là chúng ta khám phá xong một khu, bây giờ mình sẽ tiếp tục chở anh em đến những cái khu khác nha. Những cái khu khác thì nó nằm ở thành phố anh em ơi, nằm ở cái đường mà bữa mình chở khách đi lên bến cuối á, anh em nào coi map đó, coi cái video đó là sẽ thấy nha. Không, xe này có dành cho người khuyết tật nữa nè, thấy không, đó có người khuyết tật nữa nè. Nay chở nhiều quá, nay chở nhiều người quá không có chở được cái con lơ xinh đẹp kia đi theo nè. Nè anh em thấy không, ở chỗ này nó có một cái hội chợ nữa nè, đó những cái này giống như cái hội chợ á, giống như kiểu là anh em mướn mấy cái chỗ mà người du lịch mà kiểu nghỉ dưỡng á, là nó sẽ có hay những khu mà tổ chức trò chơi đủ kiểu á, chỗ này có thể là sân khấu nè đó. Ok giờ chúng ta tiếp tục đi đến cái khu tiếp theo nha. Con xe này thì đặc biệt nó chỉ có 5 số anh em nha, con này xe buýt mini nó không 5 số à, anh em không lên được số 6 anh em ơi, nó 5 số thôi, nhưng mà cơ bản là chạy 5 số là gần, có đây là gần 100 cây, hơn 100 cây, hơn 100 cây, gần 100 km trên giờ cũng khá là ổn đấy chứ.
Ok, vẫn sẽ canh qua mặt cái con phía trước nè. Ê, biết sao có một chiếc xe buýt mini kìa anh em thấy không? Đó, nó cũng có cái dạng xe như vậy đó. Khu này là cái khu nghỉ dưỡng này cho nên là sao đường đây nó đông xe dữ ta. Rồi ok, em là lên để máy giọt luôn anh em nha. Chắc là chúng ta chỉ có thể vào đây thôi. Cái cửa này là anh em có thể đóng mở được nha. Đây, anh em coi mở cửa nè. Đó anh thấy không, mình có thể mở cửa được anh thấy không. Đó thì giờ cho người ta đi ra đi vô chứ. Cái cây xăng này nó không đổ xăng nè anh em ơi, có xăng mà nó không đổ. Mấy con buýt mini thì mà mới dám vượt kiểu đó chứ mấy con xe lớn mà vượt kiểu đó là nó hơi căng này. Gì đây, tôi đi Việt Nam đây, bác này là tôi đi Việt Nam đây. Thank you.
xe lớn không vậy ta? Đây nè anh em thấy không? Đó. Cái đường vô như thế này là anh em. Đó, có nghĩa là mình phải dành cái map này nhiều thì mới biết được cái đường vô đây ha. Rồi. Đây anh em nha. Đó. Cái đường đi vô cái chỗ khu nghỉ dưỡng á anh em ơi. Đó. Em thấy đăng mấy cái cờ không? Đó. Nó nằm như vậy đó. Đó anh em chạy sâu vô luôn nha. Đó, ra sâu chúng ta sâu luôn. Đó đây có cái chỗ như cái nhà thờ kiểu như mấy cái chỗ mà giữa tội đổ kiểu anh em ha. Rồi tới đây anh em quẹo nha. Anh em quẹo ở đây nha. Đó chúng ta quẹo ở đây. Đó. Rồi, chúng ta chạy luôn anh em ơi. Tới luôn. Đó, mấy cái khu này là giống như kiểu nhà mà giống như kiểu nhà người dân đó anh em ơi. Đó, đây. Nó làm đây anh em ơi. Đó, anh em thấy chưa? Đây một cái hotel nữa em thấy không? Đây là một cái hotel nha. Đó. Anh em thấy chưa? Ok. Ok anh em cùng vẫn khám phá cái chỗ này nè. Đó anh em thấy không? Đây là một cái hotel đó nè. Anh em bảo nè, đây có cái nhà vệ sinh anh em ơi, có cái nhà vệ sinh. À, đó, ở chỗ này giống như kiểu là mấy cái chỗ mà anh em hay ở như là mấy cái resort rồi mấy cái chỗ mà nhà mà kiểu như mấy cái khu nghỉ dưỡng anh em, nó có cái cửa sổ để nhìn ra phía bên ngoài á, thay vì ta nhìn ra biển rồi nhìn ra rừng nè. Đó, còn bên đây người nhà dân thì mình không tính anh em nha. Đây. Là có xe anh em ơi, có xe giao hàng rồi các kiểu nè, ô tô đậu nè ha. Ôi ôi, có chiếc Lamborghini nữa trời. Anh em thấy không? Có chiếc Lamborghini nữa chứ không phải dùng đâu nha. Đó. Nè, nó có chiếc vàng, là chiếc đỏ, là chiếc xanh nè. Ok. Ở đây là có cây chuối nha. Đó. Nè, có hai người đang ngồi nói chuyện anh em thấy không? Đó, đây là một cái khách sạn nữa anh em thấy không? Vậy là chúng ta đã đi qua hai cái khách sạn ok anh em nha. Bây giờ mình sẽ chở anh em tiếp tục đi đến khách sạn tiếp theo nha. Đó, hotel. Anh em thấy không? Mình hôm nay mình sẽ check in một vài cái địa điểm khách sạn cho nên coi nha. Ok, mình sẽ chạy xuống cuối đường để coi nó có cái gì dưới đây. Không, cái khu này giống như là cái khu mà còn chiếc trò chơi đúng không? Cái khách sạn này cũng vậy, nó sẽ có những cái khu để chiếc trò chơi. Để cho dù như người ta mướn á, người ta đi theo đoàn á, người ta sẽ có những cái khu mà tự chiếc trò chơi riêng cũng đang nha. Đó, ở đây nó cũng là một cái con đường cục thôi anh em. Không có cái gì đặc biệt. Ok. Bây giờ đó, chỗ này y chang là cái chỗ nhà thờ á, đúng không? Vậy là hai khu rồi em nha, hai khu. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta ra đường. Ồ, cái khu này bây giờ băng qua đường nó mới khó nè anh em ơi. Xe nó chạy nhanh quá trời đất. Sao nó không chạy ra đây? Lên đi thím. Ôi trời ơi, nó bị dướng cái bánh rồi kìa. Trời ơi, con xe này lùng mini quá không. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đầu qua đường từ nha. Qua đường bác tài ơi, cho qua kia cái bác tài ơi. Oh.
Trời ơi, chỗ này mới đem con lương vậy trời. Ok, hai khu ha. Trời ơi, các chị gái đi xe mẹ chở con, chở chị mà không có con, chị chở em, chở mẹ mà không có đội nón bảo hiểm anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Ok, hai khu. Bây giờ chúng ta còn hai khu nữa anh em nha. Chúng còn hai khu nữa là xong nha. Ok, bây giờ tiếp tục đi thôi anh em. Con xe nó lùng nó nhỏ, chúng ta dễ quanh quẹo được các kiểu, chứ gặp bên kia khó lắm. Trời ơi, cái chỗ này cái chợ nè. Cái chợ hôm bữa ghé anh em nhớ không? Hai con nó tình thương mến thương quá, sao chạy xe gì mà ôm nhau như chợ muốn hôn luôn kìa. Đó coi, đó coi, đó coi. Đó coi, coi, coi. Tình thương mến thương quá hay gì vậy? Vậy thôi hai bạn đứng ở phía sau đi, chứ hai bạn chạy kiểu đó bao giờ mình cũng qua mặt được. Thôi đất ơi, lại thêm gặp không đội nón bảo hiểm. Ok, cái map này thì cơ bản thì nó cũng chỉ như vậy thôi anh em ơi. Có ma nữ, có một vài địa điểm nằm sâu như là khách sạn cho anh em khám phá rồi các kiểu. Chứ ngoài ra thì bọn thấy cái map này nó cũng nó nổi trội nhất là ở những cái buổi chuối thôi. Những cái buổi chuối anh em đi vào ban đêm nó cứ bắt sáng á, nhìn nó y chang như là kiểu có con đó vậy các kiểu. Còn mấy cái nhà giữ xe rồi các kiểu á. Còn mấy cái nhà giữ xe rồi các kiểu á anh em thì nó cũng cơ bản nó cũng không có không có gì để khám phá. Nó chỉ là cái dạng như là nhà để xe bình thường ở Việt Nam thôi. Đó. Vẫn đi hay khám phá những khu vui chơi, những khu mà bí ẩn rồi các kiểu á, có con này con kia, chứ mấy nhà xe vẫn không bao giờ vô mấy cái đó. Chúng ta chạy ngang qua cho biết vậy thôi chứ. Nói chung đây đây cũng là một trong những cái map mà cũng đáng để cho anh em trải về, chúng ta tải về nó trải nghiệm đó. Thực sự thì nếu mà anh em nào mà rảnh thì chúng ta trải nghiệm thêm một ngày là full luôn. Một ngày là xong hết tất cả toàn bộ luôn. Chứ không có nổi mà với nhiều ngày. Ê, nhiều ngày đâu nên mới có điện thoại muốn đâm vô cái đường chùi. Con này chỉ chạy được 5 số, đáng tiếc là ở chỗ đó, chứ nó chạy được 6 số nó sẽ chạy nhanh hơn anh em ơi. Nhưng mà nếu mà chạy được 5 số mà chạy được ở đó cũng hay rồi. Với lại thường thường nó dành cho xe du lịch mà, thì mấy con du lịch nó mấy con chở khách du lịch nó cũng không đến nổi phải chạy nhanh anh em. Trời ơi, lại thêm gặp xong rồi nó mạo hiểm. Đây anh em ơi, cái bảng vàng vàng đây nha. Đó, ngay chỗ bảng vàng vàng nè anh em nhớ nha, chúng ta chui vô đây nha. Đó, vô đây anh em nha. Trong đây mà làm một cái khu là cái khu đỉnh của đỉnh là anh em ơi, giống như là cái khu mà nghỉ dưỡng dành cho mọi lứa tuổi luôn. Đây là cái cổng vô của nó nè, cổng nó vô thì miễn phí nha, chúng ta vô tham quan thì không có gì hết. Dù gì xe cũng vẫn là xe du lịch mà, cho nên là đăng ký rồi kiểu à. Đây là cái ngôi nhà đồ chơi, nó có 5 cái nhà anh em ơi, gồm có màu tím, màu đỏ, màu xanh, màu vàng ha. 5 nhà ngôi nhà đồ chơi ha. Chúng ta tiếp tục, đây là những cái khu đó anh em thấy không. Khu này là khu giống như là kiểu tập trung như ở bên quận 7 của mình vậy đó. Đó, nhà rồi được bảo vệ rồi các kiểu không. Đó, có cái nhà rất to, ô tô xe vô rồi các kiểu nha. Nè, có thể chụp hình rồi các kiểu nè. Đó, ok anh em thấy không, đây là cái khu nhà giữa biệt thự anh em thấy không. Nhà toàn là nhà cao cửa rộng không, mặc dù có nhà này cửa hơi hẹp một tí,
Nhưng mà vậy cũng đủ giàu rồi. Đấy, chúng ta sẽ theo con đường này nha. Ok. Đó, anh em thấy không? Đây. Đấy, nhân vật chính chúng ta từ từ rất xuất hiện rồi, anh em thấy không? Một cái rất là đỉnh. Đây, đây là khu này đây anh em ơi. Cái khu này anh em thấy khủng khiếp không? Có cái cầu tuột y chang như ở cửa Việt Nam luôn, anh em thấy không? Đó. Ok, giờ mọi xe đậu xe, khu này thì bắt buộc phải đậu xe mới đi vô tham quan được anh em nha. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta đi xe vô luôn anh em nha. Đó, đã xếp hàng ta mua vé kìa anh em. Đó. Ok. Ok, tạm thời mọi xe đậu xe ở đây nha. Rồi, ok anh em, chúng ta cùng dành chút thời gian ra. Chúng ta đi xem nha. Cho khách hàng xuống đi, ai muốn đi đâu thì họ đi nha. Ơ à, xuống mà anh em thấy không, đi xuống mà cái đầu lý lý rồi. Động thổ dưới đất hay gì vậy trời. Trời ơi, xuống xe kiểu gì vậy mấy cô. Trời ơi, còn thích động thổ không mà thua rồi. Ok, thôi kệ đi. Đây, mình sẽ đi khám phá anh em ơi. Đó, cái khu này là khu để xe máy, khu này thì khu để ô tô nè, thấy không. Đây là cái chỗ mà chúng xếp hàng để mà vô cửa. Đó, bên đây là một cái quầy bán thức ăn. Đó, y chang như kiểu Vinmart, Vinhome. Ha, một cái siêu thị mini nhỏ nhỏ. Ok anh em. Đó, bên ngoài nó chỉ có vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phía trong nha. Ôi ơi, cái thời đại này là thời đại công nghệ, chúng ta dùng trong không ta bay thôi chứ cần gì đâu mà phải đứng nó đợi. Đây, ở phía trong của nó anh em thấy không? Đó là cái nhà vệ sinh. Đây là những cái nhà vệ sinh giống như cái hồ bơi á, anh em đi hồ bơi em sẽ thấy là những cái nhà vệ sinh. Đó, ở đây là cái hồ bơi, chúng ta bơi xong rồi chúng ta tắm rồi chúng ta thay đồ anh em. Đó. Nè. Đó, đây là một cái khu vui chơi. Đó, anh em thấy không? Đó. Có ống, cái đây là cái chắc là hồ bơi dành cho người lớn nè. Hồ bơi dành cho con nít nè. Đó. Không, hồ bơi dành cho con nít anh em ơi. Đó, chỗ này là cái khu vui chơi dành cho người lớn, con nít luôn. Đó. À, cái chỗ này giống như kiểu là dụ như con dẫn con đi chơi thì ba mẹ sẽ ngồi đây rồi ăn uống đợi rồi các kiểu anh em á, nhìn khá là sang trang nha. Đó, rồi có lao công đang lau dọn rồi các kiểu là chưa tới giờ mở cửa hay sao anh em ơi. Đó, đây anh em sẽ cùng nhau đi theo mẫn lên cái đường này nha. Đó, chưa phê chưa, cái này mà hả y chang như kiểu đầm xe nước nha anh em, mà đi lên đây là cù xuống nó phê kinh hồn luôn. Đó, đây nó có cầu thang bộ đi lên anh em. Đó thì chúng ta đi cái cầu thang bộ này nha. Đó, chúng ta đi cầu thang bộ này đây anh em thấy không. Đó, chúng ta sẽ đi cái cầu thang bộ này. Đây, cầu thang bộ nằm ở phía dưới cái chân này anh em. Đó, chúng ta đi lên. Ok. Đây là những cái khu nhà nghỉ dưỡng nè, do các anh lao công đang dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa anh em ơi. Đó, đây là một cái khu gọi là cái khu hồ bơi ha. Chỗ này nó không cho mình ở lại đâu anh em, nó chỉ cho mình đi về thôi. Đó, nhưng mà cũng rất là đáng chúng ta khám phá nha. Đó, rất là ok. Đó, ở đây là một cái nhà có những cái bụi chuối thôi. Đó, ở đây những nhà bụi chuối nha. Ở đây là đặc biệt là anh em à, đây là cái ngôi nhà duy nhất mà phơi quần áo, phơi quần jean ha anh em nha. Đó, anh em coi anh em sẽ thấy được, đây là cái ngôi nhà duy nhất, anh em mà khám phá thì anh em sẽ biết thôi. Đó, ok anh em thấy chưa, đó nó nằm sâu ở phía trong này là chúng ta phải đi ra ngoài chúng ta mới biết được. Ok, bây giờ lên xe lại. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi đến địa điểm cuối cùng ha. Vậy là chúng ta khám phá được 3 địa điểm rồi đó anh em. Ok, bye bye anh em.
cái map này á, nói chung là bọn nó khám phá quá nhiều rồi. Thì lần sau bọn sẽ tiếp tục trải nghiệm những cái map mới để mà review đến cho anh em. Anh em nào cũng đã yêu thích cái game ETS2 đó, yêu thích khám phá thì bọn thì có thể theo hành dõi hành trình của bọn để bọn ta biết được những cái địa điểm đặc biệt nha. Nhiều khi đôi lúc anh em cũng muốn khám phá nhưng không có thời gian thì bọn sẽ khám phá giùm cho anh em luôn, yên tâm đi ha. Ok, bây giờ chúng ta đang đến cái địa điểm gọi là điểm cuối cùng anh em ơi. Địa điểm cuối cùng của cái chỗ này. Có mấy xe chạy nhanh dữ ta. Chạy số 5 nhưng mà còn không có mặt được hết bác ơi. Chỗ này giống như kiểu cái ngày để Việt Nam mình họ treo cờ đó anh em, chứ không có gì nha. Đó, bắt đầu mới đi chỗ đó mới tưởng đâu là ở cái chỗ này là nó sẽ có cái gì đặc biệt, nhưng thực ra không có gì đặc biệt anh em ơi. Nó chỉ là ngày lễ hội gì đó họ treo cờ để mà họ làm cái ấn tượng thôi. Đó, làm cái kỷ niệm thôi chứ nó cũng không có gì đặc biệt à. Đó. Ok, cánh cổng cuối cùng của cái map đã bắt đầu hiện ra rồi anh em. Và khi mà chúng ta vừa qua cái cổng này nha, là anh em sẽ chú ý ở phía bên tay trái của mình luôn nha. Nó sẽ có một cái địa điểm đi vô một cái khách sạn nữa anh em, là khách sạn cuối cùng của cái map này luôn rồi. Đó. Còn cái bên đó đó, anh em thấy nó giống như là kiểu như là một cái nhà của người ta, nhà rất là giàu anh em nha. Đó, cái đó nó sẽ không cho mình vào anh em nha, nhà của người ta thì sẽ không cho mình vào đâu anh em ơi. Đó. Ủa? Đâu rồi? Chết rồi. Vậy là qua rồi đó ta. Trời ơi, qua rồi anh em ơi. Lo nói chuyện quên ý qua rồi. Bây giờ mình sẽ vòng đầu xe lại. Cắm phiền em qua cái này em ơi. Nó nằm phía bên đâu ta? Nhiều quá không nhớ được hết em ơi. À đây 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 đây, cái đường vô đường kia anh em ơi. À, gì mà nói là nhớ có cái đường vô mà sao đây không có đường được. Ok, bây giờ mình sẽ cua cái đầu lại nè anh em. Mình sẽ lố và bây giờ mình sẽ tìm lỗ mình cua cái đầu lại nha. Cái chỗ này mình chạy cua lâu mưa luôn hết ta. Đây. Vừa nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo đến nè, có chỗ mình cua anh em ơi. Anh em để ý nha, chỗ này nó có một cái chỗ cái ngõ vô rất là nhỏ luôn. Anh em nằm mộng chú ý nó sẽ đến đâu sẽ bỏ qua cái chỗ đó nha. Đó, hồi nãy giờ mộng chú ý mộng bỏ qua luôn. Đây nó có cái đường vô này thấy không? Đây cái đường vô của nó đây anh em. Đó, bây giờ chúng ta sẽ quẹo đây. Đó, rồi, ok. Đây anh em nha, đây là cái khu khách sạn cuối cùng. Đó, khách sạn này thì nó nằm ở trên thành phố rồi anh em ơi. Đó, ở trong đó là cái nhà mua xe mà toàn là anh em thấy siêu xe trong đó không á. Đó, đây là cái khách sạn cuối cùng của cái map này ha. Đây anh em, đó, đây cũng có siêu xe là chỉ dẫn hoài. Đó, đây là khách sạn cuối cùng anh em nha. Đó, cái khách sạn này nó xây cũng y chang là những kiểu khách sạn khác luôn, nó không có khác gì anh em ơi. Đó, nó cũng cơ bản là ấy. Ok, bây giờ mình sẽ
lùi xe vô. Anh em biết tại sao nó bị vậy không? Là do cái thùng hàng của mình gắn vô á anh em á, thùng hàng của mình gắn vô á anh em, nên nó bị vậy đó. Ok ra cái chỗ này nó bị lỗi đậu xe hay sao ta, cho mới nhích lên xíu mọi người thả sách ra được không. Chỗ này là do cái lỗi thùng hàng nó gắn vô anh em, cho nên là chúng ta xe là bị dướng vô rồi chứ không có gì hết trơn á đó. Đó. Rồi đó, chỗ này là chắc chắn là ok rồi đó. Đó anh em thấy không? Đó, chúng ta bị dướng vô cái thùng hàng thôi chứ không có gì anh em nha. Ok. Ok, đó vậy là cái video ngày hôm nay là cũng đã hoàn thành xong cái map Indonesia luôn rồi. Thì tóm lại thì qua ba cái video đó, thì cái video đầu tiên là sẽ trải nghiệm về con ma nữ với chiếc xe trên lông ha. Video tiếp theo là sẽ trải nghiệm về một cái con xe của hãng châu Âu chứ không phải của Indo anh em ơi, muốn lộn. Indo sẽ nằm ở cái tay lái Nhật nha. Con châu Âu, chiếc xe đó của hãng Kania khá là đẹp ha, cũng khá là cổ cũ. Mà cái video cuối cùng là cái video này, trải nghiệm con xe Beat Mini rồi chở hành khách đi khám phá tất cả những cái khu nghỉ dưỡng, cái khu hotel ở trong cái map này đó. Đi cơ bản thì mình đã hoàn thành xong tất cả những cái điểm đặc biệt trong cái map rồi. Anh em nào mà yêu thích thì ở dưới đường link của ở dưới phần mô tả mà nó ghi cái đường link để tải map cũng như là tải xe, tất cả những video nào mình làm đó đều sẽ có những cái đường link giúp cho anh em tìm đến cái đó nó nhanh hơn. Ok, và ở phía cuối này video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách mod cái map này vào trong cái game này như thế nào anh em nha, cách chúng ta sắp xếp thứ tự như thế nào là cho nó đúng. Ok, thì video này cũng kết thúc cái map này luôn. Lần sau mình sẽ trải nghiệm cái map khác và tìm những địa điểm đặc biệt khác để review cho anh em. Ok, anh em nào thấy video hay thì cho mình xin một like. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể để lại đăng ký kênh rồi nhấn cái chuông đó, để khi mà mình ra cái video mới nhất đó, anh em sẽ nhận được thông báo nha. Ok, mấy ba anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video lần sau. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Yeah. Đừng quên nhấn vào nút nhỏ để đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nhất về kênh của mình nhé.